Và thực sự ai cũng sẽ cần một cái khoảng thời gian để chấp nhận. Và nhất là với những cái bậc làm cha làm mẹ thì ngay từ khi mà họ chưa sinh con, họ đã có những cái kỳ vọng rồi. Và khi mà bắt đầu mang bầu, mang thai, chăm sóc con thì họ đã có những cái kỳ vọng nhất định ở trong đầu mình. Và khi mà đẻ con ra và con không đi theo được những cái kỳ vọng đấy thì họ có thể sẽ bị thất vọng. Hoặc thậm chí có một số người thì họ cũng có những cái suy nghĩ không hữu ích lắm nếu như mà con mình có thể có những cái rối loạn phát triển. Thì có những người họ thậm chí nghĩ là họ đổ lỗi cho bản thân, có thể là mình đã làm không tốt trong cái quá trình mà mình mang thai, mình đã chăm sóc bản thân không tốt nên con mình mới phải như thế này. Hay có những người họ có thể có những suy nghĩ về việc là chắc là do kiếp trước mình đã làm cái điều gì phải tội chẳng hạn, hoặc là do gia đình, hoặc là họ có thể giải thích bằng những cái yếu tố mang tính tâm linh và mang đầy những cái tội lỗi ở trong mình. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với series Để Tâm Lý Học Dẫn Đường. Mình là Kira Ngô, hôm nay mình sẽ đồng hành cùng các bạn trên con đường tìm hiểu cuộc đời qua lăng kính tâm lý học. Và không biết các bạn còn nhớ không, nhưng thời gian này chính là thời gian chúng mình trở lại ghế nhà trường với muôn vàn tấn bi hài. Và thường thì những cái tấn bi hài này nó sẽ xuất phát từ một số cá nhân nhất định trong trường học, thường bị coi là kẻ kỳ dị, kỳ cục hoặc cái quái gở. Tuy nhiên, cho đến gần đây, khi bắt đầu làm trong ngành tâm lý học rồi, thì mình mới nhận ra rằng, hóa ra những người này họ cũng chỉ là những người bình thường đang cố làm quen với những cái đặc điểm tâm lý. Thậm chí những cái đặc điểm tâm lý này nó còn là đặc điểm bẩm sinh về mặt sinh học nữa, nhưng vô tình nó bị xã hội cho là bất thường. Kể cả đã đi qua hay vẫn đang cùng sống với tấn bi hài thì hôm nay mời các bạn cùng tìm hiểu những kẻ kỳ dị dưới góc nhìn tâm lý học. Và hôm nay mình rất vui được mời chị Tô Hoan tham gia chương trình cùng chúng mình. Xin mời chị Tô Hoan giới thiệu về bản thân mình ạ. Xin chào tất cả các bạn, mình là Hoan và hiện tại thì mình đang thực hành cũng như là nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý và giáo dục. Đối tượng làm việc của mình thì bao gồm cả trẻ em, thanh thiếu niên và người trưởng thành. Và hiện tại thì mình đang ở trong lĩnh vực này được khoảng 8 năm. Mình vẫn đang tiếp tục hành trình học, thực hành và chia sẻ của mình. Cảm ơn chị. Một trong những lý do em quyết định mời chị đến đây ngày hôm nay đấy là có một cái buổi hội thảo em được mời đến trường chị. Và em rất là ấn tượng với khung cảnh cũng như là cái môi trường giáo dục ở trường. Thì em cũng chỉ tò mò là không biết làm học sinh hay là làm việc ở đấy thì sẽ như thế nào. Và gần đây thì theo em tìm hiểu thì có một hiện tượng đấy là ở các trường tư họ bắt đầu thắt chặt cái đánh giá đầu vào. Và những người như chị là cán bộ tâm lý thì sẽ phải đảm nhiệm với công việc là sàng lọc để xem là những bạn nào có một số biểu hiện của rối loạn hay là một số biểu hiện mình tạm gọi là bất thường đi, thì mình sẽ không được nhận. Và theo em thì thực ra về mặt xã hội mà nói thì em thấy nó không có lý lắm. Tại vì nếu mình coi trường học là một xã hội thu nhỏ thì em nghĩ là nó nên đảm bảo đầy đủ tính đa dạng của con người để các bạn học sinh có thể làm quen với cái sự đa dạng đấy, cũng như là học cách cùng nhau phát triển trước khi các bạn thật sự bước ra một xã hội rộng lớn hơn. Thì không biết là ở trường chị Hoan thì cái công tác sàng lọc này được thực hiện như thế nào ạ? Ngôi trường mà mình đang làm thì là một trường liên cấp và nó có từ tiền tiểu học cho tới trung học phổ thông. Và ở trong trường thì có các chuyên viên tâm lý học đường và các cái hoạt động tâm lý học đường thì được cung cấp dịch vụ khép kín end to end. Mà ở đấy thì các chuyên viên tâm lý học đường thì sẽ tham gia vào tất cả 3 giai đoạn, bao gồm là giai đoạn tuyển sinh đầu vào, giai đoạn trong quá trình mà các bạn ấy học tập và sinh hoạt tại trường, và kể cả đến khi mà các bạn ấy sắp sửa kiểu chuyển trường hay là tốt nghiệp thì chuyên viên tâm lý cũng có thể tham gia vào. Cái công việc của mình thì mình sẽ tham gia vào tư vấn và hỗ trợ cho bên bộ phận tuyển sinh để có thể xây dựng những cái thang đánh giá hay là những cái bảng khảo sát. Thì thực tế của cái mục đích khảo sát và đánh giá này nó sẽ có hai dạng. Nó có đánh giá những cái kiến thức học tập của các bạn ấy, hay là đặc biệt là với những cái bạn mà các bạn đã đi học rồi. Còn với nhóm như là các bạn ấy mới học mầm non hay bắt đầu vào tiểu học thì chủ yếu là đánh giá về những cái mốc phát triển của các bạn ấy, theo những cái lý thuyết phát triển hay những cái mốc phát triển phù hợp với độ tuổi của các bạn ấy. Và mục đích của cái việc đánh giá này thì là để
mình có những cái nhìn cơ bản nhất về các bạn ấy khi các bạn ấy bước vào trường. Chủ yếu là để phục vụ cho những cái mục đích sau. Thứ nhất là mình xem là bạn ấy có phù hợp với cái ngôi trường này hay không. Vì thực tế thì nếu mà với những trường công thì các bạn sẽ được vào và học theo cái chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhưng với các trường tư thì nó cũng, hay là các trường quốc tế thì nó sẽ có một số các cái đặc điểm khác trong cái chương trình giáo dục. Bên cạnh cái việc một số các trường tư thì họ tuân theo những cái chuẩn đầu ra của khung chương trình Bộ Giáo dục đưa ra thì họ cũng có những cái chương trình đặc thù nữa. Thì cái việc mà các bạn ấy khi vào trường thì những cái năng lực hay những đặc điểm cá nhân của các bạn ấy có phù hợp với trường hay không thì điều đấy cũng rất là quan trọng để mình có thể tư vấn cũng như là tham vấn cho gia đình hoặc là cho trực tiếp cho các bạn ấy. Cái thứ hai là mình cũng xác định là liệu bạn ấy có thể gặp những cái khó khăn nào khi các bạn ấy bước vào trường học hay không. Thì mình cũng có những cái dự đoán lường trước cũng như là những cái kế hoạch phòng ngừa để hỗ trợ cho các bạn ấy. Và thực tế thì những chuyên viên tâm lý học đường của mình như mình thì không có quyền ra quyết định về việc là mình có nhận một bạn học sinh đấy vào trường hay không. Thường thì sẽ là ban giám hiệu sẽ là người có quyền ra quyết định đó. Còn mình thì chỉ cung cấp thông tin về mặt chuyên môn trên hiểu biết của các bạn trẻ đó dựa trên các cái mốc phát triển. Và ở trong ngôi trường mình làm thì vẫn có các bạn có các cái rối loạn phát triển. Thì điều đấy có nghĩa là không phải tất cả các bạn có rối loạn phát triển thì bị từ chối ở trong cái ngôi trường mà mình đang làm. Và mình nghĩ rằng là cái công tác tâm lý học đường khi mà tham gia vào quá trình tuyển sinh thì nó nên được thực hiện nhằm mục đích nhân văn theo những gì mà nó vốn được kỳ vọng là như vậy. Bởi vì thực tế thì cái ngành khoa học tâm lý học ra đời mục đích cuối cùng là để mong rằng là chúng ta sẽ có thể giúp cho con người có cái đời sống tinh thần lành mạnh nhất. Thì cái tâm lý học trường học khi mà nó ở trong trường học là để thúc đẩy cái sức khỏe tâm thần trong trường học. Và nếu như tham gia vào quá trình tuyển sinh thì nó cũng nên được sử dụng như là một cái cách thức để làm sao khi mà những bạn học sinh ý vào đây thì các bạn ấy có những cái hỗ trợ phù hợp. Và nếu như mà các bạn ấy có không phù hợp để vào trường đi chăng nữa thì phụ huynh cũng như là các bạn ấy cũng nhận được những cái tư vấn thêm để các bạn ấy có thể được hỗ trợ một cách tối đa nhất. Thực tế là mình còn chứng kiến có những bạn học sinh là khi cái năm đầu tiên các bạn ấy vào đây thì các bạn ấy chưa phù hợp, và sau khi mà tư vấn và gia đình có đi can thiệp và hỗ trợ thì khoảng 1-2 năm sau bạn ấy lại quay lại trường và tiếp tục theo học ở trường. Tức là 1-2 năm là chỉ đi điều trị và thực ra thì bạn ấy trong cái quá trình đi điều trị đấy thì có thể bạn ấy học ở một cái ngôi trường khác. Nếu mà gia đình vẫn có mong muốn quay lại trường mà khi mà mình cảm thấy là bạn ấy khi bước vào trường thì có thể bạn ấy vẫn có khó khăn, nhưng mà lúc đấy ở cái thời điểm đấy là bạn ấy đã có những cái khả năng để phù hợp hơn. Vậy em hiểu rồi. Tức là nó không đơn giản là chỉ đánh giá sàng lọc và những cái người có đặc điểm như này thì sẽ bị loại, còn những cái người như này thì sẽ được nhận, mà thực ra nó là một cái quá trình phối hợp giữa nhiều bên, từ nhà trường cho đến bộ phận tâm lý cho đến gia đình. Và đến khi nào mình cảm thấy là mình không thể nhận bạn này nữa thì mình mới không nhận, chứ không phải là mình đơn giản là mình chỉ loại bạn ấy đi thôi, đúng không? Thì đấy là cái cách thức vận hành ở cái nơi mà mình làm việc. Còn thực sự là những cái trường khác, cái sự tham gia và vận hành như thế nào thì mình cũng chưa có những cái thông tin đầy đủ để mà đánh giá. Nhưng mà trên góc độ của mình thì mình tin rằng cái việc mà đánh giá sàng lọc đấy nó không phải là để loại hay không loại, mà nó là để tìm kiếm rằng bạn ấy có phù hợp với ngôi trường này hay không. Cái phù hợp ở đây là phù hợp với chương trình học, và cái phù hợp ở đây là những cái khó khăn của bạn ấy có thì trường có đủ nguồn lực để hỗ trợ bạn ấy được hay không, hay đến một nơi khác thì bạn ấy sẽ được hỗ trợ tốt hơn. Thế còn những cái bạn mà đâu đấy vẫn có một chút những cái biểu hiện của rối loạn phát triển thì khi các bạn đi học thì chắc chắn là các bạn sẽ bị mọi người trêu, rồi bị các bạn nghĩ là rất là kỳ lạ. Thì không biết là chị có thể giải thích qua một chút như thế nào là các rối loạn phát triển, và lấy ví dụ của một vài cái biểu hiện của những cái rối loạn phát triển thường gặp nhất để cho mọi người cùng nhận diện được không ạ? Rối loạn phát triển hay gọi đầy đủ thì sẽ là rối loạn phát triển thần kinh, mà tiếng Anh thuật ngữ của nó là neurodevelopmental disorders, là một nhóm các rối loạn mà ở đấy nó có những cái biểu hiện về sự trễ hoặc là trì hoãn sự phát triển. Nó có thể là các bạn ấy không đạt được một số các cái mốc phát triển, hay là bị chậm trễ hoặc là trì hoãn một số các cái mốc phát triển. Và nó cũng làm ảnh hưởng tới các cái hoạt động chức năng học tập, cảm xúc xã hội, cũng như là
một số các cái chức năng trong cái đời sống hàng ngày, nghề nghiệp. Và thường thì sẽ có nhiều rối loạn phát triển nó đi cùng nhau. Nhưng mà nó sẽ có một cái rối loạn phát triển chính. Ví dụ như là một bạn thì có thể có một cái rối loạn phát triển A, nhưng đồng thời cũng có một cái rối loạn phát triển B. Nhưng cái rối loạn phát triển A thì sẽ là cái rối loạn phát triển chính chẳng hạn. Chị có thể cho em một vài cái ví dụ điển hình của các rối loạn phát triển mà chị hay gặp nhất ở trường? Một số các cái rối loạn phát triển rất là điển hình đấy là các cái rối loạn phát triển trí tuệ, intellectual disorders, thì hay là rối loạn phát triển rối loạn phổ tự kỷ, là cái autism spectrum disorder, rồi rối loạn giao tiếp, communication disorders, rối loạn tăng động giảm chú ý, ADHD là viết tắt của attention deficit and hyperactivity disorder, hay các cái rối loạn về vận động là motor disorder, hoặc là nó có những cái rối loạn phát triển thần kinh khác nữa. Thế những cái biểu hiện, những cái rối loạn này sẽ có biểu hiện cụ thể như nào trong lớp học ạ? Mỗi một cái rối loạn phát triển thì nó sẽ có những cái biểu hiện đi kèm. Và để mà các bạn có một số các cái bộ phim về tâm lý mà đã từng được làm và đã từng được xem, nếu mà các bạn có thể xem một số các cái bộ phim thì các bạn sẽ thấy có những cái dấu hiệu rất là đặc trưng của rối loạn phát triển. Mà hiện tại thì trong đầu mình có nhớ tới hai cái bộ phim cũng khá là cũ rồi nhưng cũng khá là kinh điển. Bộ phim đầu tiên là bộ phim Front of the Class. Trong bộ phim Front of the Class đó thì có nói về một nhân vật mắc hội chứng Tourette. Và cái hội chứng Tourette thì nó thuộc cái motor disorder, là cái rối loạn về vận động. Thì Tourette nó sẽ có là có thể là sẽ có những cái hành động hay là những cái hành vi mất kiểm soát, phát ra những cái âm thanh mất kiểm soát. Thì trong bộ phim lặp lại rồi, nó lặp đi lặp lại. Thì trong bộ phim đấy nói về một cậu bé có hội chứng Tourette, thì ở trên lớp cậu thường xuyên phát ra những cái âm thanh một cách không chủ động, giống như tiếng chó sủa, và các bạn thì trêu đùa bạn ấy rất là nhiều. Nhưng thật may mắn vì cậu ấy có một người mẹ rất là tuyệt vời, đã không ngừng cố gắng tìm cách để giúp đỡ con mình. Và sau này thì cậu ấy trở thành một thầy giáo và đứng ở trên bục giảng và truyền cảm hứng rất là nhiều học sinh. Các bạn có thể xem bộ phim này. Và một bộ phim thứ hai nữa, tên tiếng Việt của nó là Cậu Bé Đặc Biệt, và tên tiếng Anh là Like Stars on the Earth, nếu mà mình nhớ không nhầm. Thì trong bộ phim đó, nhân vật chính tên là Isan. Đây là một bộ phim Ấn Độ. Thì cậu bé Isan ở trong phim là có những cái khó khăn về đọc viết. Khi mà trong lớp học cô giáo yêu cầu cậu đọc sách thì cậu nói rằng con không thể đọc được, con chỉ nhìn thấy những cái con chữ nhảy múa thôi. Dyslexia, chứng khó đọc. Và các bạn ở trong lớp thì cười đùa bạn ấy rất là nhiều, và trong mắt các thầy cô thì bạn ấy là một học sinh dốt. Nhưng mà Isan thì vẽ rất là đẹp, và một ngày thì có một thầy giáo mỹ thuật đến trường đã thay đổi cuộc đời của Isan và giúp cho bạn ấy phát huy được cái thế mạnh của mình và hỗ trợ bạn ấy rất là nhiều. Và mình nghĩ đây cũng là một bộ phim rất là cảm động mà các bạn có thể xem. Thì đấy là một vài các cái ví dụ để các bạn muốn trực quan hơn ý, mà bạn nào không ở trong trường học thì có thể xem phim. Còn trong trường học thì hầu hết những cái rối loạn phát triển mà mình kể ở phía trên ý, mình đã đều được chứng kiến ở trong trường học. Ví dụ như là với rối loạn phổ tự kỷ thì trong rối loạn phổ tự kỷ một số các cái đặc trưng là các bạn ấy gặp khó khăn trong cái việc kết nối và giao tiếp xã hội. Hay là rối loạn tăng động giảm chú ý thì nó đặc trưng bằng việc là các bạn ấy có thể rất là hiếu động. Giống như là có motor lắp vào trong người ấy, và vận động liên tục. Hay là các bạn ấy sẽ khó để tập trung. Và cái điều đấy thì nó ảnh hưởng đến kết quả học tập của các bạn ấy, như là các bạn ấy khó để hoàn thành các cái nhiệm vụ được giao này, hay các bạn ấy sẽ thường quên, thường mất đồ, hoặc là làm bài bị sai, không phải là do không biết mà sai do cái sự không tập trung, hay là các thầy cô thì hay thấy là do các bạn ẩu đả. Rồi có những cái rối loạn về vận động thì như mình vừa kể, Tourette là một điển hình, hay có rối loạn tích nữa. Hoặc là có những cái rối loạn về giao tiếp. Rối loạn về giao tiếp thì nó có thể đặc trưng qua một các số một, nó có thể được thể hiện qua một số các cái rối loạn nhỏ hơn, như là rối loạn về ngôn ngữ. Hay là các bạn ấy có thể là có những cái chứng nói lắp, cũng là một dạng.
và có những cái rối loạn học tập ở trong trường học. Thì như lúc nãy Kayra có nhắc tới dyslexia là cái chứng khó đọc chẳng hạn, thì trong rối loạn học tập thì nó có những cái khó khăn đặc trưng về đọc viết, rồi khó khăn đặc trưng về làm toán. Thì đấy là những cái rối loạn khá là phổ biến ở trong trường học. Như kiểu biểu hiện cụ thể là với những bạn mà khó khăn về đọc thì các bạn ấy sẽ nhìn thấy những con chữ bay nhảy, hay là các bạn ấy sẽ rất hay đọc lộn chữ cái, như kiểu chữ bờ với chữ giờ chẳng hạn. Hay là rối loạn về khó khăn đọc toán thì các bạn khó khăn trong làm toán thì các bạn sẽ khó khăn ở việc làm toán. Thì thực tế trong trường học thì mình cũng có chứng kiến, có quan sát, thậm chí là trực tiếp hỗ trợ những bạn có một số các cái rối loạn phát triển như là khó khăn về học tập, hay là tăng động đảm chú ý, hoặc là rối loạn phổ tự kỷ. Ok. Ok. Vậy qua những có một cái điểm này em thấy rất là thú vị, đấy là nó gọi là phổ tự kỷ chứ không nó không gọi là rối loạn tự kỷ. Tức là nó không đơn giản chỉ là tôi có tự kỷ hoặc là tôi không có tự kỷ, mà nhiều khi sẽ là tôi hơi có một vài biểu hiện của tự kỷ, thì nó là một cái phổ mà, tức là nó sẽ từ đây qua đây, đây là không có và đây là rất là nặng đi, thì mình sẽ có những bạn là nằm ở khoảng bên này. Thế nên là em thấy qua những lời mà chị chia sẻ ấy, thì nó thay đổi, gần như là nó thay đổi hoàn toàn cái góc nhìn của em về như thế nào là bình thường. Tại vì có những bạn mình, tại vì ngày bé em nghĩ đơn giản là mọi người chỉ nhìn được mọi người rất là khó chịu, cái đứa này nó làm mình khó chịu và nó là một đứa bất thường, vậy thôi, chứ mình sẽ không nghĩ là à đấy có phải là một căn bệnh mà bạn ấy mắc phải hay không, hay là bạn ấy đang phải chịu đựng những cái gì. Tại vì em thấy rất là dễ để mình cảm thông với những người ngồi xe lăn chẳng hạn, hoặc là có những cái bất thường về mặt thể chất mình sẽ hạn chế, mình dè bỉu hoặc là mình tấn công trực tiếp. Nhưng đối với những bạn có những cái biểu hiện bất thường về mặt tinh thần, về mặt cảm xúc, nhận thức, hành vi thì em nghĩ là mọi người vẫn còn rất là nhiều cái định kiến với các bạn ấy. Và em cũng tò mò là không biết những cái biểu hiện mình tạm gọi là bất thường hoặc là những cái biểu hiện của rối loạn phát triển nó có xuất hiện ở những cái bạn mà không có rối loạn phát triển hay không. Cái câu hỏi của Kayra rất là hay, và lúc mà Kayra có nói về cái phổ tự kỷ thì thực ra khi mà gọi là phổ tự kỷ bởi vì nó là một cái phổ dài giống như là phổ ánh sáng hay phổ màu sắc mà các bạn nhìn thấy, và cái mà chúng ta quan tâm ở đây là những cái triệu chứng mà một người mà có tự kỷ thì các triệu chứng có thể rất là khác nhau, ở người này có thể khác người kia. Thậm chí là ngày xưa thì có một cái rối loạn tách riêng ra là Asperger ấy, thì bây giờ nó cũng được cho hết vào đấy và người ta gọi chung là rối loạn phổ tự kỷ. Chứ trong DSM-5 thì nó sẽ không có một cái tách riêng là Asperger nữa. Và nói đến sức khỏe tâm thần nói chung thì chúng ta cũng có một cái gọi là phổ sức khỏe tâm thần. Mà ở cái đầu này thì nó sẽ là khỏe mạnh, là healthy, và ở đầu này thì nó sẽ là có illness, là có vấn đề. Thì nó sẽ không phải là bạn có bệnh về tâm lý hay không có bệnh về tâm lý. Nó chỉ đơn giản là tôi đang có những cái dấu hiệu bất ổn và tôi cảm thấy là có những lúc những cái dấu hiệu bất ổn này tôi có thể tự đương đầu được, nhưng có những lúc thì tôi cảm thấy là tôi cần được một người hỗ trợ, có thể là bạn hay là người thân. Và có những lúc thì cái sự hỗ trợ tôi cần một người mà có chuyên môn, có nghiệp vụ sâu hơn chẳng hạn. Thì một trong những cái lý do mà khiến cho mọi người đang có những cái nhìn mà chưa được tích cực lắm về những người có những cái rối loạn, có những cái vấn đề về sức khỏe tâm thần nói chung, cũng như là về các cái bạn nhỏ trong trường học mà có các cái dấu hiệu về rối loạn phát triển nói riêng, là bởi vì đâu đó thì những cái thông tin về các cái vấn đề sức khỏe tâm thần nó vẫn còn bị hạn chế. Và đâu đó thì mọi người vẫn có những cái định kiến về những cái vấn đề này. Thì Kayra có hỏi là liệu rằng là với những bạn không có rối loạn phát triển thì các bạn ấy có thể có một vài những cái dấu hiệu gọi là tạm gọi là bất thường đi ở trong trường học hay không. Thì có. Ví dụ như lúc nãy thì mình có liệt kê ra một số các cái rối loạn phát triển cũng như là những cái dấu hiệu đặc trưng đi kèm. Thì một bạn ấy có thể không có rối loạn tăng động giảm chú ý, nhưng bạn ấy vẫn có thể bị mất tập trung trong giờ học. Hay một bạn có thể bạn ấy không có các cái vấn đề liên quan tới rối loạn học tập về chứng gọi là khó đọc hay học toán, nhưng các bạn ấy vẫn có thể gặp khó khăn trong việc học môn toán hoặc là học môn tiếng Việt chẳng hạn. Hay một bạn nhỏ mà bình thường các bạn ấy rất là tốt, nhưng mà chỉ là hôm nay mẹ bạn ấy đi công tác và bạn ấy cảm thấy rất là lo lắng, không biết bao giờ mới được gặp mẹ, và đến lớp bạn ấy không thể tập trung được.
nó là một cái sự kiện gây căng thẳng, hoặc là trong gia đình có người thân mất chẳng hạn, nó cũng có thể là một sự kiện mà tác động khiến bạn ấy học kém đi, hay là khiến bạn ấy có những cái vấn đề liên quan đến chú ý hoặc ghi nhớ, hoặc nó cũng có thể là do bạn ấy bị căng thẳng, khó chịu thì bạn ấy bắt đầu có những cái hành vi rất là gây nhiễu trong lớp học, như kiểu nói tự do, hoặc là bạn ấy sẽ ngọ nguậy liên tục, nghịch đồ dùng, đồ chơi như một cách để các bạn ấy giải tỏa cái căng thẳng của bạn ấy. Hoặc là một bạn ấy có thể là các bạn ấy không có rối loạn tăng động, nhưng mà các bạn ấy có thể rất là hiếu động ở trong lớp học, không thể ngồi yên được một chỗ và liên tục nghịch đồ dùng hay là chạy ra khỏi chỗ. Một bạn mà có thể có những cái vấn đề liên quan đến căng thẳng hoặc lo âu thì nó cũng có thể khiến các bạn ấy bị sao nhãng trong việc học. Nó cũng có thể đơn giản xuất phát từ việc là cái mối quan hệ giữa học sinh và giáo viên không có tốt ý, thì bạn ấy sẽ có những cái hành vi mang tính gọi là chống đối ở trong lớp học, hoặc là không hợp tác ở trong lớp học, hoặc là môn học mà giờ học nó có những cái sự nhàm chán, không kích thích và không gây hứng thú cho bạn ấy, thì bạn ấy cũng có thể mất tập trung. Nói chung thì đằng sau, với các bạn nhỏ, đặc biệt là các bạn ở độ tuổi tiểu học ấy, nói riêng, thậm chí là những bạn mà lên đến độ tuổi trung học cơ sở hay trung học phổ thông rồi nhá, các bạn ấy có thể có những hành vi không mong đợi ở trong lớp học, hay các bạn ấy có thể có những cái biểu hiện không mong đợi khác ở trong lớp học, nhưng đằng sau nó là một cái thông điệp. Và nhìn chung mình vẫn hay nói với mọi người là trẻ con ấy, nhiều khi các bạn ấy sẽ chưa giỏi trong cái việc diễn đạt bằng từ, hay là giỏi để mà nhận biết và quan sát về mặt cơ thể hay suy nghĩ của mình, thì hành vi chính là một cách để các bạn giao tiếp. Và mình hiểu rằng là hành vi của các bạn ý là một cách để các bạn giao tiếp, nên là người lớn như là cha mẹ hay giáo viên trong trường học thì chúng ta cần phải hiểu cái thông điệp đằng sau hành vi của trẻ em là gì. Mình không thể chỉ dựa vào hành vi và mình tập trung vào cái hành vi đấy, bởi vì cùng là một hành vi nhưng đằng sau nó sẽ là những cái thông điệp rất là khác nhau ở những cái đứa trẻ khác nhau. Rất là cảm ơn chia sẻ của chị. Vậy em nghĩ là bản thân em cũng học được một bài học rất lớn, đấy là nhiều khi mình nhìn hành vi của một người thì mình hãy dừng lại, tạm dừng lại đã, để mình nghĩ xem là có những cái bất thường nào, có những cái khó khăn về mặt tâm lý nào khiến bạn ấy đang có những cái biểu hiện như vậy, thay vì vội quy chụp là mày là đứa tự kỷ, mày có vẻ rối loạn tăng động giảm chú ý quá nhỉ. Thực ra cũng không biết là ai còn hỏi là mày rối loạn tăng động giảm chú ý quá không, nhưng mà em thấy cái câu là mày tự kỷ vừa thôi nó rất là phổ biến. Thế tự nhiên vô tình mình lại quy chụp một cái rối loạn cho một người nào đấy và khiến người đấy cảm thấy rất là tệ về bản thân mình, trong khi thật sự là họ đã cảm thấy đủ tệ vì những cái vấn đề xảy ra xung quanh rồi. Thì không biết là ai sẽ là người có quyền được chẩn đoán các bạn là có rối loạn tự kỷ hay là rối loạn học tập hay là tăng động giảm chú ý ạ? Câu chuyện của Kara cũng làm mình nhớ đến nhiều năm trước đây thì có thể có những bạn đôi khi sẽ hay nói là thôi hôm nay tao tự kỷ ở nhà. Thì thực ra cái việc mà các bạn nói như vậy thì đôi khi nó có thể là không phải là cố ý, và đấy là những gì mà các bạn biết thôi. Nhưng mà vô hình chung ấy, nó có thể khiến cho mọi người hiểu lầm về một cái rối loạn phát triển là cái rối loạn phổ tự kỷ. Thì mọi người cứ hiểu là tự kỷ là những người thích ở một mình và những người hay ở một mình. Thì liên quan đến cái chẩn đoán thì ví dụ như ở Việt Nam thì thường thì các bạn khi mà đi vào một số các cái viện sức khỏe tâm thần hoặc bệnh viện thì bác sĩ tâm thần ở trong các bệnh viện sẽ là người có quyền được đưa ra những cái chẩn đoán về các cái rối loạn tâm thần hay là những cái vấn đề về sức khỏe tâm thần nói chung. Và ở một số quốc gia thì những người mà được đào tạo về tâm lý học, đặc biệt là tâm lý học lâm sàng, thì cũng là người có thể đưa ra những cái chẩn đoán. Tức là ngoài bác sĩ tâm thần là psychiatrist thì có những cái người làm tâm lý học lâm sàng, ví dụ như là clinical psychologist, thì cũng là những người có khả năng để đưa ra những cái chẩn đoán đó. Thế còn tâm lý học trường học thì sao ạ? Thực ra thì ở Việt Nam nó chưa có bất kỳ một cái quy định cụ thể nào cho cái mảng tâm lý học trường học mà nói riêng, hay là tâm lý học hay là sức khỏe tâm thần nói chung để mà cho biết ai là người được đưa ra chẩn đoán. Ví dụ như là, nhưng mà một cách chắc chắn thì những bác sĩ tâm thần ở trong bệnh viện là những người có khả năng để được chẩn đoán. Nhưng mà với những bố mẹ hay là những cá nhân mà băn khoăn về việc là không biết mình có những cái khó khăn hay có hay là thậm chí là không biết con mình có cái rối loạn phát triển gì không, thì cái việc mà mình đưa đến một số các cái trung tâm
về giáo dục đặc biệt hay là về can thiệp sớm, hoặc là một số những cái bệnh viện hay tìm gặp những cái nhà chuyên gia mà họ có thực sự có chuyên môn, thì họ cũng có thể đưa ra những chẩn đoán, vì mình vì mình cũng đã từng đưa đề xuất một số các trường hợp mà đi đến gặp một số nhà chuyên gia để làm các cái đánh giá để đưa ra những cái chẩn đoán. Ok. Và em thấy là ngày xưa và thậm chí là ngày nay thì các bạn có biểu hiện tạm gọi là bất thường, hoặc là có những cái biểu hiện theo khuynh hướng là có rối loạn phát triển, thì các bạn thường bị trêu chọc rất nhiều. Và đôi khi là trẻ con hoặc thậm chí là người lớn nhá, thì sẽ nghĩ là chuyện là chuyện bình thường, bọn trẻ con nó trêu nhau mà, hoặc là u đùa một tí làm gì căng, hoặc là u thằng này nó bị điên mà nó không biết gì đâu, thì mình cứ trêu như vậy thôi. Nhưng em không biết là với bản thân các bạn mà có rối loạn phát triển, hoặc là các bạn đã có một cái mặc cảm tự ti gì đó về bản thân mình rồi, thì cái việc bị trêu nữa thì nó có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tinh thần cũng như là tâm lý của các bạn nói chung ạ? Câu trả lời chắc chắn là có rồi. Phần lớn thì sẽ là có. Mà không phải chỉ là các bạn rối loạn phát triển đâu, mà bất kỳ ai khi mà bị trêu chọc hay là bị nói những cái lời mà không hay về phía mình thì cái cảm xúc đầu tiên của mình đã là khó chịu và không thoải mái rồi. Thì với các bạn mà có rối loạn về phát triển nói chung ấy, nói riêng, thì rõ ràng là các cái rối loạn phát triển thì bản không phải là các bạn muốn thế, mà khi mà sinh ra thì nó có những cái đặc điểm cấu tạo khác biệt ở trong não bộ của bạn, nó khiến cho bạn có những cái vấn đề đấy, thì nó đã là một cái hạn chế của các bạn ấy rồi. Cộng thêm cái việc mà không được hỗ trợ một cách đầy đủ mà lại còn bị trêu chọc hay bị phân biệt nữa, thì nó sẽ khiến các bạn cảm thấy rất là tệ. Nó có thể khiến cho các bạn ấy cảm thấy không tự tin về bản thân, và các bạn ấy có thể có những cái suy nghĩ rất là tiêu cực về bản thân, và dần dần lâu dài qua thời gian thì nó làm cái lòng tự trọng của các bạn ấy cũng bị suy giảm đi. Các bạn ấy có thể có những cái hành vi như kiểu thu mình này, hạn chế tiếp xúc với cả người khác, dần dần tách biệt ra khỏi cộng đồng và cũng không có kết nối tốt với mọi người. Và kéo theo đấy thì cái chất lượng cuộc sống của các bạn ấy cũng suy giảm, và các cái vấn đề và những cái chức năng khác trong cuộc sống như là học tập hoặc là làm việc của các bạn ấy cũng có thể bị suy giảm. Ví dụ như là mình cũng đã từng làm việc với một số các bạn có rối loạn phát triển, như là có một như là tăng động giảm chú ý, hay là tự kỷ, hoặc là về rối loạn phát triển chẳng hạn. Khi đó thì bạn ấy sẽ không đạt được kết quả cao ở trong lớp. Thì một số bạn ở trong lớp đã nói là bạn ấy có biết gì đâu, bạn ấy học dốt lắm. Thì lâu dần nó khiến cho bạn ấy cảm thấy bị tự ti, và bạn ấy nghĩ mình là dốt thật. Và bạn ấy đã và mỗi khi mà giáo viên giao bài tập ấy, thì bạn ấy không làm. Cũng sợ. Một vài giáo viên thì ban đầu có thể thấy là bạn ấy lười, bạn ấy không làm, nhưng khi mà hỏi ra thì bạn ấy nói rằng là con không biết phải làm như nào, con sợ là con sẽ làm sai. Rồi bạn ấy cũng về và chia sẻ với bố mẹ về việc là có phải con dốt lắm không. Và điều đấy khi mà mình nghe mình tự dưng cảm thấy rất là thương. Thì bản thân đã có những cái mình không thể kiểm soát được. Và khi mà làm việc nhóm thì các bạn ở trong lớp không chọn bạn ấy vào nhóm, thì bạn ấy có cảm giác và bạn ấy nói rằng là các bạn trong lớp không thích con tại vì con học dốt. Thì nó đã khiến cho bạn ấy bắt đầu hình thành những cái niềm tin, những cái suy nghĩ mà lâu dần nó sẽ thành những cái niềm tin rất là không hữu ích về bản thân của mình. Hay là có bạn tự kỷ mà mình từng làm việc, thì một trong những cái dấu hiệu của bạn tự kỷ thì các bạn nói bằng cái giọng là kiểu monotone ấy. Tức là cái tông giọng của bạn nói khi rất là đặc biệt, và khi bạn ấy cất lời nói thì một số bạn trong lớp các bạn nhận ra cái sự khác biệt đấy, và các bạn bắt đầu trêu là bạn này nói buồn cười nhỉ. Thì nó khiến cho bạn ấy bị cáu và bị khó giận. Và về lâu về dài, nếu như mà mình không can thiệp sớm, nó có thể khiến cho bạn ấy dần dần là không nói nữa. Đó, thì đấy là những cái hệ quả tiêu cực có thể xảy ra khi mà các bạn ấy bị phân biệt đối xử, bị trêu chọc, hoặc thậm chí có những bạn còn bị tẩy chay cơ. Thì không biết là những bạn có rối loạn phát triển, hoặc là những cái bạn mình tạm gọi là có là bất thường hơn các bạn khác đi, thì các bạn ý cái
nguy cơ mắc phải các bệnh như là rối loạn trầm cảm hay là rối loạn lo âu nó có cao hơn những bạn bình thường không ạ? Thì như một vài các cái ví dụ mình nói thì chắc chắn rồi. Các bạn mà có những cái rối loạn phát triển thì nguy cơ mà các bạn ấy có thể có những cái rối loạn lo âu, căng thẳng hay rối loạn trầm cảm thì đương nhiên là nó sẽ cao hơn so với những người bình thường. Bởi vì bản thân và giống như mình nói là các cái rối loạn phát triển nhiều khi nó còn đi nhiều hơn một cái rối loạn phát triển. Ví dụ như một bạn có rối loạn phổ tự kỷ là một cái rối loạn chính thì bạn ấy cũng có thể có kèm những cái biểu hiện của rối loạn tăng động giảm chú ý. Hay một bạn có những cái rối loạn về về học tập, khó khăn về học tập thì nó có thể đi kèm với những cái biểu hiện của rối loạn tăng động giảm chú ý. Và đương nhiên là việc không được hỗ trợ tốt thì ngoài cái các cái vấn đề nó tăng nặng thì nó có thể kéo thêm những cái vấn đề sức khỏe tâm thần khác như là lo âu này, hoặc là các cái vấn đề về trầm cảm. Thậm chí là với các bạn tăng động giảm chú ý, nếu mà không được hỗ trợ tốt mà càng ngày các cái vấn đề tăng động giảm chú ý nó càng tăng nặng thì nó có thể tăng nặng đến rối loạn ứng xử. Và cao hơn cái rối loạn ứng xử là có thể đến rối loạn chống đối xã hội. Vậy em thấy là mọi người nói rất là nhiều về sức khỏe tinh thần của những người không có rối loạn bẩm sinh như là chúng mình. Mọi người nói rất nhiều về trầm cảm, lo âu, nhưng em nghĩ một cái vấn đề bây giờ mình cũng nên bắt đầu chú ý đấy là sức khỏe tinh thần của những người mà bản thân họ sinh ra đã có những cái khiếm khuyết không mong muốn rồi. Em thấy đấy là một cái thông điệp cực kỳ quan trọng qua câu trả lời của chị. Dù sao thì mặc dù mình biết là những cái bạn đấy các bạn ấy không cố ý có những hành vi như vậy, hay là các bạn ấy cũng không biết phải ứng xử như nào, nhưng nói thật em nghĩ là trẻ con ấy, ví dụ như em ngày xưa ấy, mình nhiều khi mình cũng thương đấy, nhưng mà đến lúc các bạn ấy khó chịu quá rồi, nhiều khi nó thành ra rất là vô duyên, rất là bất lịch sự. Thế nhà đang ngồi trong lớp đứng lên xong gào thét rồi đập bàn, thì em không biết là trong những cái trường hợp như vậy thì chị, bản thân chị là người làm tâm lý trường học, thì chị sẽ khuyên các bạn hay là chị sẽ hướng dẫn các bạn học sinh ứng xử như thế nào? Câu chuyện của Kara cũng làm mình nhớ đến những cái tình huống mình từng gặp. Thì có những bạn học sinh đã từng chạy ra và nói với mình là cô ơi bạn ấy phiền lắm, cô ơi bạn ấy hư lắm, bạn ấy ở trong lớp bạn ấy cứ suốt ngày đi ra khỏi chỗ ấy, xong lại không làm bài, rồi bạn ấy nói tự do, hoặc là bạn ấy cứ bôi nước bọt ra bàn của con, bẩn lắm, con không thích bạn ấy đâu. Thì đấy là những câu chuyện mà mình từng được nghe. Và thực sự là với các bạn trẻ con thì các bạn ấy cũng đang trong quá trình lớn và phát triển. Các bạn ấy cũng đang học tập, mình không thể đòi hỏi một bạn trẻ con là phải bao dung rồi phải có những cái ứng xử rất là sâu sắc tế nhị giống như một người lớn, đúng không ạ? Thì trong những cái trường hợp đấy nó sẽ cần phải có cái sự tham gia và vào cuộc của rất là nhiều người. Ví dụ với những bạn trẻ con như vậy thì cái việc không cần biết là bạn đối phương kia có những cái rối loạn về phát triển hay không, nhưng rõ ràng cái việc mà một người làm những hành vi khiến mình cảm thấy khó chịu thì các bạn ấy có thể sẽ được hướng dẫn những cái kỹ năng để mà lên tiếng về cái sự an toàn của bản thân và về cái sự gọi là thoải mái của bản thân, những cái ranh giới cá nhân của bản thân. Tuy nhiên là lên tiếng như thế nào cho tích cực, thay vì mình nói việc là cậu kinh đấy, cậu đi ra kia đi xong rồi, hoặc là mình phán xét bạn, thì mình có thể đưa ra những cái yêu cầu về việc là tớ không thích cậu làm như thế đâu, nó có dừng thật sự lại hiệu đi. Quả nó có thật sự hiệu quả không ạ? Đương nhiên là một hai lần đầu nó có thể sẽ chưa hiệu quả ngay đâu, nhưng nó sẽ là cần một cái khoảng thời gian dài. Vì nó hiệu quả hay không nó cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Một là cái cách mà bạn ấy nói nó có đủ mạnh mẽ hay không. Hai là đôi khi những cái khó khăn của bạn ấy nó cũng quá lớn thì thật khó để một bạn trẻ con có thể đương đầu một cách gọi là hoàn hảo, đúng không ạ? Thì trẻ con thì các bạn ấy sẽ được ở lúc đấy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ấy những cái kỹ năng để đương đầu. Ví dụ như là con có thể lờ đi, con có thể đi ra chỗ khác, con có thể đưa ra yêu cầu và đề nghị cảnh cáo với bạn ấy. Ví dụ như tớ đã nói là cậu dừng lại đi, cậu đừng có bôi nước bọt vào bàn tớ nữa. Nếu mà bạn ấy vẫn tiếp tục thì con có thể nói là nếu mà cậu còn tiếp tục thì tớ sẽ đi báo với cô giáo. Và khi mà con đã cố gắng hết sức có thể rồi con không được thì con hãy đi tìm kiếm các thầy cô. Thì lúc đấy các thầy cô sẽ vào và giúp đỡ. Và
Đấy là với cá nhân cho các bạn trẻ con. Và ngoài ra thì cái việc mà cái cộng đồng lớp học ý, nơi mà có những bạn có những cái khó khăn về về mặt phát triển như vậy thì cũng sẽ cần được một xây dựng một cái cộng đồng lớp học tích cực. Mà ở trong đó nó sẽ có những cái quy ước cụ thể rõ ràng để mà tất cả các thành viên ở trong đấy đều cùng làm và cùng tham gia với nhau. Và các bạn ấy cũng sẽ được hướng dẫn về cái sự đa dạng, về cái việc mà tôn trọng những cái không gian cá nhân. Và cái này nó thì hướng cho cả cái bạn có khó khăn về phát triển và hướng cho cả những cái bạn xung quanh. Và đồng tức là theo em hiểu là bản thân thầy cô và nhà trường cũng phải có những cái hành động cứng rắn để thiết lập một cái môi trường chung cho cả những bạn có rối loạn phát triển và cả những bạn không có rối loạn phát triển. Nhưng không biết là cái công tác đấy thật sự được thực hiện trong trường học như thế nào ạ? Ví dụ như trong cái ngôi trường mình làm thì cái công tác đấy vẫn được thực hiện gọi là một cách rất là thường xuyên. Và nó cũng có sự tham gia của rất nhiều bên khác nhau. Ví dụ như bên tâm lý học đường như mình này. Và thậm chí là trong một số trường hợp thì có sự tham gia của giáo viên giáo dục đặc biệt để có thể hỗ trợ cho những cái bạn mà có khó khăn về mặt phát triển nữa, có những cái rối loạn phát triển. Và rồi sự tham gia của ban giám hiệu hay là của những cái thành phần khác như kiểu giám thị rồi bên kỷ luật, thực thi kỷ luật. Thực ra thì trong trường học của mình thì cái hệ thống kỷ luật là kỷ luật tích cực. Và cái vai trò của giáo viên ở trong đấy khi mà xây dựng một cái cộng đồng lành mạnh ở trong lớp học thì nó sẽ rất hữu ích. Bởi vì một cái cộng đồng lành mạnh ấy, thì các bạn ấy sẽ có những cái mục tiêu chung. Và tất cả các thành viên ở trong cộng đồng đấy thì sẽ cần phải cố gắng vì cái mục tiêu chung đấy. Và chỉ một cá nhân nào lệch ra thì nó sẽ có những cái hệ quả đi kèm. Cái việc mà mình làm song song hai thứ đấy là mình có những cái hệ quả phù hợp đi cùng với những cái hành vi không mong đợi thì mình cũng không ngừng ghi nhận những cái hành vi tích cực nữa. Thực tế thì trong cái quá trình mình làm việc thì cũng có những bạn học sinh có những cái rối loạn phát triển ở trong trường học, thì ở trong lớp thì các bạn ấy cũng kiểu chấp nhận là bạn ấy ban đầu thì có thể các bạn ấy có những cái phán xét về việc là sao bạn này nói giọng lạ thế, nhưng mà bây giờ các bạn ấy quen rồi, các bạn ấy biết được là bạn ấy cũng có những cái khó khăn riêng của bạn ấy và bạn ấy đang trong cái quá trình nỗ lực phát triển không ngừng. Là con thì con cũng có thể giúp được bạn ấy, và trong trường hợp nếu con không được giúp được gì thì mình cũng đừng phán xét người khác, bởi vì mỗi một người là một cái cá thể rất là khác nhau. Tức là bản thân các bạn ấy cũng được học về các rối loạn phát triển cũng như là các biểu hiện. Thực ra thì không, các bạn trẻ con thì cũng không thể nào học về những cái rối loạn phát triển hay là hiểu một cách gọi là phức tạp, đúng không? Chỉ đơn giản như mình sẽ lấy một cái ví dụ về một câu chuyện mà mình đã từng dạy cho trẻ con để mình nói về cái sự đa dạng về mặt thần kinh. Nó có một cái thuật ngữ là neurodiversity, thì ở đấy nó nói về cái sự đa dạng về thần kinh. Thì đây là một câu chuyện mà mình đọc được và tham khảo được ở từ một cái người đồng nghiệp cũng làm về mảng tâm lý học và ở một đất nước khác, thì bạn ấy có gợi ý cho mình. Đấy là não bộ của chúng ta thì cũng giống, nếu mà mình ví não bộ của chúng ta cũng giống như là hệ điều hành của một chiếc điện thoại. Thì chúng ta thấy là điện thoại thì có rất là nhiều dòng khác nhau, đúng không? Có iPhone, rồi có Samsung, rồi có Oppo, Xiaomi. Và chúng ta không thể nào mà bắt một cái Samsung chạy cái phần mềm iOS của Apple được. Như thế nó không tương thích, đúng không ạ? Đương nhiên là iPhone cũng không thể nào mà tải phần mềm của Android về chạy được, đúng không ạ? Thì tương tự như vậy, não bộ của chúng ta cũng có rất nhiều kiểu khác nhau. Bạn A không thể nào mà yêu cầu cài đặt cái não bộ của bạn B vào và yêu cầu là phải giống với cả bạn B được. Và tương tự như vậy thì điện thoại có những cái hệ điều hành khác nhau, thì chúng ta, bộ não của chúng ta chính là hệ điều hành của chúng ta, nó cũng có những cái khác nhau và nó tương thích với từng người. Và trên cái sự khác biệt đấy thì nó sẽ có những cái thể hiện ra khác nhau. Thì đấy là một cách để mà mình dạy cho các bạn trẻ con về cái sự đa dạng thần kinh, để các bạn hình dung một cách dễ hiểu nhất. Đấy là lý do vì sao mà con có thể nói giọng như thế này nhưng bạn ấy thì sẽ nói giọng như thế kia. Rồi con có thể thích cái này nhưng bạn ấy thì lại thích cái kia. Con có thể học giỏi, rất là giỏi môn toán nhưng bạn ấy thì lại giỏi môn mỹ thuật cơ. Nó chỉ đơn thuần là cái sự khác biệt, và nó giúp cho trẻ con hiểu được rằng là mỗi một cá thể thì đều khác nhau. Và mỗi một người thì cũng có những cái trải nghiệm khác nhau, và chúng ta tôn trọng cái sự khác biệt đấy, chứ chúng ta không có phán xét và đánh giá gì cả. Em nghĩ là cái câu chuyện mà chị Hoan vừa kể nó cũng một phần nào đấy trả lời cho câu hỏi em được hỏi tiếp theo. Đấy là với vai trò là cha mẹ thì mình có thể làm gì để giúp các bạn nhỏ hiểu hơn về sự khác biệt của bản thân. Nếu các bạn là người có
một chút khác biệt, hoặc là các bạn có là những học sinh bình thường đi chăng nữa, thì em nghĩ cái câu chuyện mà chị vừa đưa ra nó sẽ là một cái cách rất là hữu hiệu. Tại vì đúng là bản thân em cũng gặp rất là nhiều khó khăn khi mình đã là mình đã học tâm lý 6-7 năm rồi, xong mình đi làm rồi mình lại thay giảng cho người lớn. Thế nên rất là khó để mình tìm ở câu chuyện rồi đấy, để các bạn cũng hiểu là à, hóa ra là mỗi người nó cũng không khác gì những chiếc điện thoại, mỗi người sẽ chạy một cái phần mềm khác nhau. Thì ngoài ra không biết là cha mẹ của các bạn có rối loạn phát triển có thể hỗ trợ các bạn như thế nào để các bạn cảm thấy tự tin hơn về bản thân mình không ạ? Thì với cha mẹ của các bạn trẻ mà có rối loạn phát triển thì việc đầu tiên đấy là cha mẹ sẽ phải hiểu con mình đang ở đâu và đang có những cái dấu hiệu nào. Lúc nãy thì Kara có nói về chẩn đoán, thì mình thì trong cái quá trình thực hành thì cái việc là chẩn đoán thì chủ yếu là để cho mình, cho những người làm chuyên môn mình biết là các bạn ấy đang gặp những cái khó khăn gì đâu. Còn thực ra cái việc mà để gắn nhãn cho một bạn là tự kỷ, là tăng động giảm chú ý hay là khuyết tật học tập ý, thì đôi khi nó không quá quan trọng. Trong một vài trường hợp thì nó quan trọng nếu như mà các bạn ấy sẽ cần làm những cái chứng nhận về mặt khuyết tật để các bạn ấy hưởng những cái quyền lợi về mặt phúc lợi xã hội hay những cái đặc cách ở trong trường học thì nó là cần thiết. Còn cái mà mình quan tâm thì sẽ quan tâm về mặt triệu chứng nhiều hơn trong cái quá trình mà mình làm việc cũng như thực hành. Mình sẽ phát hiện ra là những cái triệu chứng nào là những cái triệu chứng mà có vẻ đang không ổn lắm, và mình sẽ tập trung vào hỗ trợ những cái triệu chứng đấy. Thì cha mẹ của các bạn ấy thì cũng sẽ cần hiểu con mình đang có những cái triệu chứng nào, và quan trọng hơn là mình sẽ phải tìm ra những cái điểm mạnh của bạn ý này hay là những cái hạn chế của bạn ý. Thông thường một trong những cái mô hình mà chúng mình rất hay làm ở trong trường học chính là cái hỗ trợ và can thiệp dựa vào điểm mạnh, là cái strength based. Thì mình sẽ tập trung vào những lợi thế của bạn trẻ đấy để mình xem là mình có thể giúp bạn ấy phát huy như thế nào, thay vì mình lại bị quá tập trung vào những cái khó khăn của bạn ấy. Thì nó giống như là một cái cán cân ấy, khi mà mình tăng những cái điểm mạnh của bạn ấy lên thì vô hình chung những cái điểm hạn chế nó sẽ giảm. Và khi mà những cái hạn chế nó giảm thì nó chỉ còn một ít thôi, thì lúc đấy mình chỉ can thiệp cái một ít đấy thôi. Đấy, thì với việc hiểu con mình và trên cơ sở hiểu con mình thì bố mẹ hãy chấp nhận con mình. Mình cũng đã từng được nghe những câu chuyện và trong một số các cái khóa học hay là khóa đào tạo khi mình tham gia, thì nhiều khi mọi người nói là bây giờ mình chỉ ước gì con mình sinh ra bình thường thôi, không cần phải là thiên tài. Thế thì cái câu chuyện là bình thường ở đây là gì? Và kể cả cái việc mình nói là con mình chỉ sinh ra bình thường hay thôi, nghĩa là cái gì mà nó khác với cái bình thường mà mình đang định nghĩa, thì nó đã làm mình đang không chấp nhận cái mà mình nó không bình thường đấy rồi. Thì mình tin rằng là hãy nhìn đứa trẻ đấy như những gì mà bạn ấy vốn có, và cái mà mình hỗ trợ để bạn ấy đạt được là để bạn ấy tiến bộ lên và tốt lên mỗi ngày so với chính bạn ấy, chứ không phải là để bạn ấy giống như những đứa trẻ khác. Nên trong quá trình mà mình làm việc với cả các phụ huynh như vậy thì có con như vậy, thì mình cũng thảo luận và trao đổi với họ để có thể hiểu điều đấy. Thực tế thì mình gặp rất nhiều các bậc phụ huynh mà họ rất là hiểu các cái vấn đề của con, và thậm chí họ còn có thể tư vấn ngược trở lại cho mình để mình biết là ở góc độ nhà trường mình có thể làm gì để hỗ trợ con của các bố mẹ đó. Nhưng có những bố mẹ thì họ khó để chấp nhận những cái vấn đề của con hơn, thì mình sẽ cần phải đồng hành với họ để giúp họ hiểu vấn đề của con, và họ làm và những cái hoạt động khác nhau để hỗ trợ con. Giống như mình nói là đúng, ở trường thì các thầy cô có thể hỗ trợ các bạn ý trên chất liệu ở trường, nhưng khi về nhà thì bố mẹ cũng sẽ là người đồng hành và cũng sẽ làm để hỗ trợ con trên chất liệu ở nhà trong cái mục tiêu chung. Ví dụ như đơn giản về mục tiêu tự lập chẳng hạn. Thì ở trường thì ví dụ như ở trong trường mình làm việc thì cái tự lập mà các cô có thể hỗ trợ ở đây là gì? Là bạn ấy ngủ chưa xong thì bạn ấy sẽ tự mở túi ngủ, tự gấp túi ngủ, rồi tự sắp xếp đồ dùng sách vở để ra về, tự lấy đồ ăn trưa để tự ăn. Nhưng mà không thể nào các cô sẽ dạy bạn ấy và giúp bạn ấy trong việc tự đánh răng, rửa mặt hay tự tắm được. Cái việc tự đánh răng, rửa mặt, tự tắm đấy nó diễn ra ở nhà, thì bố mẹ sẽ là người làm cái điều đó. Và bố mẹ sẽ cần phải đồng hành cùng với cả nhà trường trong cái mục tiêu nhất quán là tự lập. Chứ không thể nào chăm sự nhờ các thầy cô ở trường được, vì các thầy cô cũng chỉ ở trường các bạn có mấy tiếng một ngày thôi.
Thì đấy là những cái mà mình nghĩ là bố mẹ sẽ cần quan tâm để có thể hỗ trợ các bạn. Thế em thấy thực ra có những phụ huynh ấy, họ vẫn đang bị kẹt ở bước là tôi không biết là con tôi có vấn đề gì. Và theo như em hiểu qua những cái lời chị vừa chia sẻ, đấy là nhiều khi mình không nhất thiết mình phải dán một cái nhãn là con tôi bị làm sao đấy thì tôi mới có thể hỗ trợ được cháu. Tuy nhiên là vẫn có một số phụ huynh họ cần biết là chính xác là con tôi đang gặp vấn đề gì, nhưng đồng thời thì họ cũng lại ngại, họ không dám tìm đến chuyên gia tâm lý hay là bác sĩ tâm thần vì họ nghĩ là chỉ có bị điên hay là bị dở hơi mới gặp bác sĩ tâm thần. Thì không biết là chị có lời khuyên gì cho những cái phụ huynh này ạ? Thực ra thì mình nghĩ đây cũng là một cái tâm lý khá là phổ biến và cũng khá là dễ hiểu và dễ thông cảm ở các bậc phụ huynh. Trước đây khi mà mình mới vào trong trường học đi làm ý, mà mình có gặp một bạn học sinh ý, mà bạn ấy có về kể với bố mẹ là hôm nay con gặp cô Hoan ở phòng tâm lý, là bố mẹ có khi gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm kiểu tá hỏa lên là kiểu con mình bị làm sao phải gặp cô ở tâm lý. Nhưng mà thực ra tâm lý học ở trong trường học thì nó rất là khác. Nhiều khi gặp mình không có nghĩa là các bạn có khó khăn gì cả. Và thực tế thì kể cả những bạn rất là sáng láng và xuất sắc, tạm gọi là sáng láng và xuất sắc, thì cũng có lúc các bạn gặp khó khăn như kiểu các bạn rất là buồn vì điểm của mình hôm nay không cao chẳng hạn. Hay là có mâu thuẫn với một bạn ở trong lớp học. Thế thì cái việc mà bố mẹ không biết là vấn đề của con mình như thế nào thì thực sự là bố mẹ hoàn toàn có thể, giống như lúc nãy mình nói là bố mẹ hoàn toàn có thể đi tìm kiếm những cái nhà chuyên môn có chuyên môn, hay là những cái trung tâm hoặc những cái phòng khám bệnh viện đáng tin cậy để cho con mình được đánh giá. Và trên cái cơ sở là được đánh giá như vậy thì những cái người làm chuyên môn họ sẽ giải thích và họ sẽ đưa ra những cái tư vấn, tham vấn để cho bố mẹ hiểu các cái vấn đề của con hơn. Là cái thứ nhất, nếu như mà để bố mẹ muốn biết và muốn hiểu hơn. Cái thứ hai là với những bố mẹ thì có những cái tâm lý như là chưa chấp nhận được vấn đề của con, chưa sẵn sàng để đối mặt hoặc là lo lắng, thì đây là một điều dễ hiểu. Vì như mình nói là thực tế thì những cái kiến thức và thông tin về sức khỏe tâm thần nó cũng chưa được quá là phổ biến. Những năm gần đây thì nó có vẻ đã ổn hơn. Ví dụ như là bây giờ được ngồi đây với cả Spider Room để nói về những cái này thì cũng là một cái hoạt động để tuyên truyền thêm những cái thông tin rồi. Nhưng mà cũng có những người mà người ta cũng chưa được tiếp cận một cách đầy đủ, nên những cái định kiến về sức khỏe tâm thần nó vẫn còn tồn tại rất là nhiều. Và thực sự ai cũng sẽ cần một cái khoảng thời gian để chấp nhận. Và nhất là với những cái bậc làm cha làm mẹ thì ngay từ khi mà họ chưa sinh con, họ đã có những cái kỳ vọng rồi. Và khi mà bắt đầu mang bầu, mang thai, chăm sóc con thì họ đã có những cái kỳ vọng nhất định ở trong đầu mình. Và khi mà đẻ con ra và con không đi theo được những cái kỳ vọng đấy thì họ có thể sẽ bị thất vọng. Hoặc thậm chí có một số người thì họ cũng có những cái suy nghĩ không hữu ích lắm. Nếu như mà con mình có thể có những cái rối loạn phát triển thì có những người họ thậm chí nghĩ là họ đổ lỗi cho bản thân, có thể là mình đã làm không tốt trong cái quá trình mà mình mang thai, mình đã chăm sóc bản thân không tốt nên con mình mới phải như thế này. Hay có những người họ có thể có những suy nghĩ về việc là chắc là do kiếp trước mình đã làm cái điều gì phải tội chẳng hạn, hoặc là do gia đình, hoặc là họ có thể giải thích bằng những cái yếu tố mang tính tâm linh và mang đầy những cái tội lỗi ở trong mình. Thì đấy cũng là một cái tâm lý mà nó có xảy ra ở một số các cái phụ huynh khi mà có con có rối loạn phát triển. Và thực sự đó cũng là những người cần được hỗ trợ và họ cần một cái khoảng thời gian để họ điều tiết lại những cái cảm xúc của mình, để họ có thêm những cái thông tin thông qua đấy mà dần dần chấp nhận những cái gì nó đang diễn ra với mình. Thì đấy là một vài những cái chia sẻ của mình cũng trong cái quá trình mà mình được gặp và được tiếp xúc với những bậc phụ huynh mà có con có rối loạn phát triển. Rất là cảm ơn chị Hoan. Và qua những cái chia sẻ vừa rồi thì mình cũng đã học được rất nhiều về, thứ nhất là những cái rối loạn phát triển này, biểu hiện của nó trong trường học này, những cái cách mà bản thân những bạn học sinh có thể hỗ trợ các bạn đó, hỗ trợ từ phía nhà trường, thầy cô và cả bố mẹ nữa. Và không biết là để kết thúc chương trình thì em rất muốn chị Hoan có một lời chia sẻ nào đó dành cho bản thân, chính những cái bạn mà đang bị cho là kỳ dị, kỳ cục hay là bất thường ở trường. Lại quay về câu chuyện chiếc điện thoại. Mỗi một chiếc điện thoại thì sẽ đều có một cái hệ điều hành phù hợp với nó. Và thực ra mỗi một cá nhân thì đều có những đặc điểm riêng biệt. Chúng ta có thể giống với tất cả mọi người ở một khía cạnh nào đấy. Chúng ta có thể giống với một nhóm người, ví dụ như chúng ta đều là người da vàng, là người châu Á. Nhưng chúng ta cũng không giống ai cả.
chúng ta là một cái cá thể duy nhất. Thế nên là chúng ta hãy chấp nhận cái sự độc đáo, khác biệt của chính bản thân mình. Và sinh ra là một bản thể duy nhất thì chúng ta hãy phát triển để trở thành một cái cá nhân đặc biệt trong cái cuộc sống này. Và không có lý do gì mà chúng ta phải cảm thấy xấu hổ khi mình có một cái rối loạn phát triển. Nó chỉ đơn giản là tôi sinh ra như vậy, bạn không có quyền lựa chọn, đúng không? Vậy thì trên cơ sở đấy tôi sẽ nở hoa theo cách riêng của tôi. Rất là cảm ơn chị. Và hy vọng là qua những cái trao đổi của mình với chị Hoan ngày hôm nay, thì kể cả bạn là những đứa trẻ đang mang trong mình một số cái đặc điểm bẩm sinh nó hơi khác lạ một chút, hay là đồng nghiệp, bạn bè hay là gia đình của những người như vậy, thì bạn đều đã học được một chút gì đấy để đem về trong cuộc sống của mình, để mình có những cái góc nhìn nó khách quan hơn, nó nhân văn hơn và nó mang tính chất cảm thông nhiều hơn. Xin cảm ơn các bạn đã đồng hành với chúng mình ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn trong các số tiếp theo.